dám gì luôn. Bây giờ phải. Ui răng, kìa răng mọc ra. À, à, dạ, ui kìa. Ôi sợ quá. Rắn hổ mang anh ơi. Cái đầu nó ngóc kìa. Không biết được không trong biết trong này. Ui, chào mọi người nhé. Hiện tại là hai chị em mình đã. Ui, đây này. Hiện tại là chị em mình đã nghe cuộc điện thoại anh tìm rồi. Anh bị sao đây? Đây chứ thôi. Đây này. Con định đâm sao đây rồi? Đây. Anh bị con rắn gì sao đấy? Ui. Đây à? Em bảo anh đi lấy mà nhấc. Anh nhấc cái thùng kia xuống bắt rắn nó cắn. Rắn gì ở trong cái hộp đây này. Trong cái này á? Ờ tê tay quá. Làm thế nào nhỉ? Nó vẫn ở trong này à? Chị. Chị chạy ra kia lấy lấy xe máy đây. Em chị lấy nắm thuốc em. Lấy xe máy ấy. Đây này, anh bê cái hòm ở trên này xuống cái chuồng chim bồ câu. Ừ. Thế là anh không để ý đất này, thế tự nhiên nó đập cho phát. Kiếm đoạn dây nhá. Ôi, kiếm đoạn dây để găng vào. Rồi, tím tay rồi đây. Ôi. Ui, tím rồi, tím cắn chắc cắn lâu rồi, đúng không? Mới cách đây khoảng tầm 10 phút. À, thế nào? Anh ở trong dòng này, anh đang ngồi. Anh đi nào, anh đi nào mà lại... Đây, buộc dính lên trên tí. Anh ra anh bê cái chuồng chim bồ câu. Thế yeah. Ui giời, bảo là chờ một tí rồi, để tí rồi, để hộ gọi người hộ rồi. Mà không nghe. À, mọi người nhá, anh tình là anh ấy... Đây, bây giờ bê cái chuồng chim bồ câu hạ xuống nên sẽ bảo là bị rắn là cắn vào tay nhá. Để trong cái hốc này mọi người. Đây, đi ngồi ra đây. Đi ra ngoài. Đây, chị ơi. Đây, anh ngồi đây. Dìu anh vào trong nhà đi. Đây, ngồi đây, chỗ cỏ đi. Đây, để xem nào. Một lúc là nó dịu mà anh ơi. Đây, để xem. Ui, kìa. Đây, còn cái đầu ở đây này. Đâu chị? Đây, cái đầu ở đây này. Có gì đen á? Ui, nó đi. Ôi, cái đầu nó kìa. Đấy, nó có đầu ra kìa. Bây giờ làm nào luôn nha, mọi người nha. Ui. Hai chị em mình. Ui mày. Sao chị? Không phải một con đâu. Nhiều á? Đây này, bên này một ô này. Một ô này một con này. Không biết là rắn gì đấy nhá. Ờ. Đây này. Ui. Phá được cái chuồng này ra nhỉ? Bây giờ làm nào nhỉ? À cái đầu. Đây này, đấy. Mỗi ô một con như nào ấy, mấy con luôn ấy, một ổ luôn rồi, chắc là nó làm vào cái này lâu rồi, để đây lâu rồi mà không dùng đến rồi. Đây này. Nó bảo là nhấc ra để ấy mà, để nuôi mà. Con gì nó đen ấy. Yeah. Đây anh chờ, đây, đang xem này. Cái này em nghĩ là nó bây giờ làm nào nhỉ? Tổ nó ở trong này lâu rồi. Ở lâu rồi, thế này để lên trên cao cái cơ mà. À đây. Ừ, nó dùng ở chỗ này thì tầm sạp tầm cây ấy. Bình thường anh chị để cái chuồng trên này bởi vì là ngày xưa nuôi gà mới nuôi bồ câu đấy, bây giờ bảo là nhấc xuống để nuôi lại bắt bồ câu về nuôi. Kéo được cái này xong rồi này anh chị. Đây này. Tải nhá. À, anh Tình đi dọn dẹp ở khu này là anh ấy bị giật cắn luôn mọi người nhé. Cầm cái móc kéo ra được mà. À, không anh ơi, cái thuốc của em thì anh yên tâm đi. Đấy, đắp vào. Đấy, có cái nhựa mới tốt. Đấy. Một lúc là nó dịu đi mà, không sao đâu. Không xua để mình bắt con rắn này xong rồi mình sẽ đưa anh Tình ra cái trạm xá này. Này, đây cho ra chỗ sáng này. Đây em ơi, nhìn này này. Ui. Biết làm nào mà nói à, em nhìn là sáng này. Nôi nó ra. À, mọi người nhìn đi. Ui này, cái đầu. Đâu? Cái đầu nó đây này, con này. Phải có đi. Lôi được nó ra cơ. Lôi cái đuôi. À, cái đuôi này. Đấy, nó to đây các bạn. To. Chui vào lâu rồi đấy. Chưa biết rắn gì anh ạ. À, đây là một con nữa này. Được không? Đây. Ôi, đây. À, ui. Không biết rắn gì nhỉ? Rắn hổ mang rồi. Bành đây chỉ hổ mang thôi. Đây này. Ôi giời, nó trèo tận đây các bạn này. À. Này. Ôi, nó phỉ. Nó phỉ ác rồi đấy. Nào tóm ra nhỉ. Làm nào bây giờ nhỉ? Ui này, sợ không? Ui, nó phỉ, kinh quá. Sợ thế nhỉ, nó làm ổ đây từ bao giờ không biết nữa. Đây. Ui, phỉ. Nó xuống đầu rồi. Nó mổ. Nhúc lên này. Này, cái lưỡi này. Ui, quá nhanh kìa. Nó mổ em. Ui, nó này, cái đầu nó cứ góc lên này mà bảo sao. Kìa. Ui.
Ui sợ thế nhỉ. Ui nó lắc này. Sợ thật đấy. À nó lại bò vào đấy. Chị tóm đuôi đuôi này đi. Ui ui kìa kìa kìa. Giật mình. Chuyển lên, nó chuyển lên. À nó đi đâu đây. Chị tóm đuôi đấy thì ra để em khều dần ra đây. Đấy, thế nhá. Này này, em mượn vậy. Cho dịch nó ra, không nó mổ vào. Em chết. Móc ra, móc xong chị đúng cái đuôi này nhá. Đúng rồi, nó co lên xem đấy. Ai, con mắt ra đây. Đây. Quá là kinh khủng. Ui, nó kỉ. Không, bây giờ để chị đi này, để chị đi cho con này vào bao đó, thì hộ em bây giờ cho con này vào túi đấy nhá. Bắt từng con một vào túi đi. Đây, rồi, đây để chị đi. Em cứ đứng đấy đi. Đứng đấy chờ chị nhá. Ok. Rồi đây để chị đi tìm cái túi. Bắt từng con một vào túi. Không phá được cái này, không có gì để phá. Đây. Hỏng không? Sợ hỏng của nhà chị không? Không sợ hỏng, bỏ mà cái đấy, bỏ mà. Ê, phá cái này được không? Thôi đừng. Không phá được á? Đây, mình sẽ mon dần cho mọi người nhá. Đây, chị cho cái này vào túi rồi để chị hộ. Đây, chị phải ra một con. Rắn vào, chân rắn vào. Ui, rắn đang lột. Đây, chị. Bọn này nó ở đây lâu rồi, nó không chui ra được ấy, nó to ấy. Ờ. Chắc là nó... Đấy nè. Nó ăn gà, ăn qué ở đây này. Cái đầu góc con này thì ra chị. Kiếm cái gì phá được nhỉ? Lấy cái gậy để đập phát nó ra mà. Nguy hiểm nha, cột tay nha, tay nha. Đúng rồi. Không, nó ở trên này. Tay kìa. Cái đầu nó này. Nó ngóc đây này. Nguy hiểm chưa? À, nó có hai nhăn kìa. À, nó lại chui đâu à? À, nó ở góc này. Nó khôn rồi, nó nấp trong góc này. Bây giờ khó khăn quay cho mình nha mọi người nha. Cũng hai chị em mà anh ấy bị rắn nó cắn rồi. Đây, chị cho nó vào túi. À, cái đầu nó ra. Cái đầu nó. Tóm được. Đấy. Đi. Đấy. Cái này. Có chưa? Có rồi, con này. Hai con à? Hai con. Ui, một đôi rắn. Mọi người ơi. Đây, từ từ đã. Đi không? Để này. Làm cho nó rồi đấy. Cho ở đây đã. Chuyển lên, nó chuyển lên. Có kia. Đây nhá. Ui, có con nữa à? Có con, đây này. Ui, ôi, một con luôn. Chị, em bảo nhé, chị cho con này vào đi. À, đây rồi. Ui, giời. Thấy chưa? Đây. Tay vẫn phải á. Ui. Nhìn với em cái con kia. Nhìn với em cái con kia nhá. Em cầm nó. Cầm một chị nhá. Đúng rồi. Giúp vào đây, mình cứ phải làm lôi nó ra. Đây, được không? Ui, con này to này. Con kia đâu rồi? À, nó chui trong cốc rồi. Đây, để bóng nước con này ra đã. Đâu rồi? Ê, đây. Oh. Mấy con này to bằng nhau. Đây, chắc đây là một con. Đây. Rồi. Để lo con này ra. À, đây thì anh xem này nè. Ui, này, nó ngóc lên. Không. Này, đâu. À, ai à, à. Nó mổ. Sợ thế nhờ, con này nó ngóc đầu cao thế. À, kìa.
Ui, sợ quá. Đây, mình xin phép được dừng video tại đây nha mọi người nhé, để hộ chị Huyền này xử lý trong ban giám này nhé mọi người nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở những clip sau nhé. Xin chào mọi người.